Cảm ơn chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc quý cô chú. Sẽ báo giá và giao lưu tới quý cô chú một số hoa mẫu đơn và kèm theo bông giấy ha, trong mới. Rồi chào Vũ. Rồi chào anh Thái ha. Chào tất cả các cô chú bác anh chị em đã ủng hộ em cái clip vừa rồi, thì hôm nay em trở lại vườn em quay một số bông giấy ha, gồm là tím bớm với lại tím tiết, hồng găng với lại một số giấy tâm cẩm sáu giấy tầm năm màu ha cô chú, với một số mẫu đơn. Thì để đầu tiên không mất thời gian cô chú thì em vô cây số 1, cây tím bớm ha cô chú. Tím bớm. Dạ. Màu rất là đẹp cô chú ơi. Dòng này nó cũng giống như tím Pháp nhưng mà nó chạy viền dạ. Trắng ha. Cao là 75 ha cô chú. Dòng này hoa to. Đầu tới đây là 50 ha. Đâu có chị hao tới mắt ghép hơn cô chú. Cây này về quý chú mình khai thác bo mình giật tàn lại ha. Dạ. Đợt sau cũng đặt thôi. Trời đế quá trời luôn cô chú ơi. Chậu lục giác này mình đi nguyên chậu ha. Dạ chậu lục giác này quanh 15 rưỡi ha cô chú. Đó. Rồi giá mã số 1 em xin giao lưu 450.000 ha. Em gửi luôn cái chậu này luôn ha cô chú. Rồi. Rồi, đúng luôn. Mã số 2 ha cô chú. Chắc là tím bướm luôn. Dạ, tím bướm. Quá trời. Quả lên cực kỳ đẹp quý cô chú. Cao là 74 ha cô chú. Tay ngang tính cô chú 60 thôi. Ồ, để nè. Quanh 15 ha cô chú. Đế rất là sạch ha. Dạ, đế sạch. Đế quái. Rồi giá luôn. Rồi mã số 2 em xin giao lưu cũng 450.000 ha cô chú. 450 là bao cái ship cho cô chú chơi nha. Rồi mã số 3 ha cô chú, cũng vẫn là tím bớm. Hàng này giống mới ha cô chú. Quá xá hòa. Cao này là 70 ha cô chú. Ngang là 60 thôi ha cô chú. Hoa rất là nổi ha, lá màu xanh, hoa màu tím thì cực kỳ đẹp. Dạ, đúng rồi. Hoành này cũng 15 ha cô chú. Quá đế, quái. Rồi giá luôn. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu cũng 450.000 ha cô chú. Rồi gửi lại bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã số 4 ha cô chú. Vẫn là tím bướm luôn. Dạ. Cao là 69. Tán ngang tính cô chú 60 ha. Để nó trùng phôi giấy Mỹ em ghép ha. Đây khá quái ha cô chú. Quà này cũng 15 hay cô chú, đồng trạng với nhau dữ lắm luôn. Rồi mã số 4 này có giá cũng 450.000 hay cô chú. Rồi. Xin gửi em bao ship cho cô chú chơi luôn. À, tiếp tục em lên mã số 5 là cây hồng găng hay cô chú. Quá hồng găng. À, rất là đẹp luôn. Dạ. Cao này là 90 hay cô chú. Tán ngang là 67. Ồ, giống như con thú đang nằm vậy cô chú. Rễ nè. Quá thế. Đoàn này cậu heo ha cô chú, 17 hoành dữ ha. Đó. Rồi giá luôn. Rồi mã số 5 này có giá 500k ha cô chú. 500 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã số 6 ha cô chú. Cũng là cây hồng găng. Hồng găng ha cô chú. Đây nó lên sọc sọc vậy nè quý chú. Hoa lên vậy nè. Cao là 89 ha cô chú. Rồi tính tán ngang là cô chú là 68 thôi. Ồ, quá trời đế, cây này đẹp. Rồi hoành 15 rưỡi ha cô chú, tính cô chú 15 ha. Và đặc biệt cái dòng hồng gân này quý chú mình thấy là nó mới nở thì nó màu trắng, sau đó là nó lên điểm nha, tùy theo cái hoa đậm hoa nhạt nha. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi mã số 6 này có giá cũng 500.000 ha cô chú. 500 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã số 7 cũng là hồng gân. Thằng này đã kê tàn sát gạt rồi cô chú ơi. Đó, thằng này đang lên full mặt hoa ha cô chú. Cao là 79 ha cô chú. Tán ngang là tính cô chú 70 ha. Cây này dáng trực ha. Quá trời cây này đẹp. Cây này đế đẹp ha cô chú. Hoành là 16 ha cô chú. Để sổ ha. 3 cộng 4 cộng luôn. Rồi mã số 7 này có giá cũng 500k nha cô chú. Rồi. Bao cái ship cho cô chú luôn. Rồi tiếp tục mã số 8 là một cây chiều tím. Chiều tím lá vàng ha cô chú. Tím lá vàng. Dạ tím lá vàng. Này đế quái ha cô chú. Đang lên hoa. Phun mặt hoa. Cao là 90 ha cô chú. Tán ngang tới 78 nè cô chú ơi. Quá trời để quái. Quá trời đẹp. Em đo. Đo cái eo này đi cô chú ơi. Hoành 15 ha cô chú. Ồ đế nè, sổ nè. Rồi giá luôn. Rồi, cây số 8 chiều tím này có giá là cũng 500k ha cô chú. 500 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi, cây số 9 là một cây hồng cẩm thạch ha cô chú. Hoa rất là ngọt quý dạ, chú. Quá trời hoa luôn. Cao là 92. Tán ngang là 70 nha cô chú.
Đấy, phôi giấy Mỹ ghép hay cô chú. Con cộng đế mà nó quái ha. Dạ. Quanh này quanh 10 gần 11 hay cô chú. Này đế dưới còn ha. Dạ vẫn còn ha. Rồi giá luôn. Chính này hồng cẩm thạch này em xin giao lưu là 350.000 hay cô chú. Cẩm thạch hồng. Dạ cẩm thạch hồng. Bông dữ lắm luôn. Rồi tiếp tục. Là mã số 10, một cây đỏ lửa hay cô chú. Tâm một cốt. Dạ, quá trời cây này đẹp. Cao là 1m1. Tay ngang tính cô chú 50 ha. Tông này tao một cốt nha cô chú. Ồ, đế quái ha cô chú. Này quanh thân 14 nha cô chú. Đế rất là quái luôn. Rồi mã số 10 này có giá 450.000 ha cô chú. Tông này tông một cốt. Rồi tiếp tục là cây 11 nha cô chú. Ồ, ồ quá trời lên. Cây đỏ lửa tiếp theo. Đỏ lửa nha cô chú. Cao 100 ha cô chú. Tán ngang tính cô chú là 65 thôi. Hàng này cũng một cốt nha cô chú. Ồ đế nè. Em đo dòng heo tại đây hay cô chú, hoành 14 nha cô chú. Ồ đế quá trời. Rồi mã 11 này có giá 450.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã 12. Cũng là đỏ lửa nha cô chú. Ồ cái này quá trời full bông rồi. Đế đẹp nữa ha cô chú. Cao là 93. Tán ngang là 64 nha cô chú. Ồ đế nó cuộn nè. Quá khứ rồi. Cái này có mấy mặt cắt này nó liền hết trơn nha cô chú. Chú mua yên tâm ha. Mình xử lý hết rồi. Dạ. Quanh 10 16 gửi tính 16 đi. Tính cô chú 16 rồi, đế đẹp ha cô chú. Tàn đẹp đế đẹp luôn. Rồi giá luôn. Rồi mã 12 này có giá cũng 450.000 luôn cô chú ơi. 450 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Tiếp theo cái tông một cốt dáng bay. 13 cô chú ơi. Ồ rồi, quá khứ rồi. Này. Cây đỏ lửa tiếp theo. Dạ. Cao 1m16. Tán ngang là 67 hay cô chú. Xong này quá trời đẹp. Đo ngay chỗ cổ heo hay cô chú. Là hoành 18 hay cô chú. Rồi, cái này cái đấy nè. Rồi mã 13 này khi đi là em để vào chậu lục giác nha cô chú, với lại chậu đen ha, chứ em không để chậu này ha. Em rút chậu. Rồi mã 13 có giá 600k chú cô chú ơi. Rồi chậu tròn khó đóng ha. Dạ. Tiếp tục mã 14 nha cô chú. Vẫn là một cây đỏ lửa luôn. Vẫn là cây đỏ lửa. Hàng một cốt không ha cô chú. Đang lên bông kẹo hết trơn ha cô chú. Này phán từng nữa thôi. Cao 1m12. Đá ngang tính cô chú 70 ha. Cái này về quý chú mình con giật tàn lại nha. Dạ. Đúng giật rồi. Tàn lại mình lấy khai thác bo đi. Dạ. Mình có ghép mình lấy bo. Một cốt luôn. Dạ. Quá trời cái tâm một cốt. Này là hoành 16 ha cô chú. Đúng rồi. Đây nó có bị hơi ấy chút xíu mà, nhưng mà nó liền thôi cô chú, không sao ha. Không thành vấn đề gì ha. Rồi mã 14 này có giá 500k cô chú ơi. Rồi. 500 là bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã 15. Ok, cây hàng khủng nữa ha. 15 này ghép tới 3 màu. 3 màu lận cô chú ơi. Đây để em đo chiều cao. Đo đi mình chi tiết. Cao là 1m1 ha cô chú. Đáng ngang là tính cô chú 50 ha. Này ghép 2 mâm. Này là tím tiết nè. Tím tiết. À, đỏ lửa nè. Đỏ lửa. Tím tiết đỏ lửa, đây đỏ lửa nè. Ở đây là tím pháp hay cô chú? Đây là tím pháp. Mâm dưới này là màu tím pháp. Dạ đúng rồi. Ồ rồi quá trời đế. 19 hoành hay cô chú. Đế dữ lắm đế luôn cô chú ơi. Rồi giá luôn. Rồi, cây mã số 15 này có giá 800k hay cô chú. 800 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi. Rồi tiếp tục mã 16 hay cô chú. Một cây tím pháp. Tím tiết. Tím tiết lá cẩm thạch. Tím tiết lá cẩm thạch. Tím tiết lá cẩm thạch hay cô chú. Cây này form đều. Dạ. Cao của em nó là 70 hay cô chú. Tán ngang là 70 luôn cô chú ơi. Ồ cái đế rất là lực luôn. Quái. Đây em đo cổ heo đi cô chú ơi. Quanh 23 rưỡi hay cô chú. Cổ heo nữa ha. Em đo cái. Quanh dưới đây là 39 hay cô chú. Rồi. Tím tiết lá cẩm thạch mã 16 này có giá 800k hay cô chú. Rồi. Hàng này thành phẩm hết trơn cô chú ơi. Rồi tiếp tục là tím tiết hay cô chú. Hàng nhỏ hay cô chú. Mã 17. Cao là 62. Tán ngang là 45 hay cô chú. Quanh này quanh 11 rưỡi tính 11 hay cô chú. Đế thì cũng khá quái ha. Một cộng, một cốt. Rồi giá 17 này có giá 300k hay cô chú. Rồi. 300 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn.
Rồi tiếp tục lên là mã 18 hay cô chú. À, một cây tâm ngũ sắc. 5 màu. Dạ 5 màu ha cô chú, bao cô chú 5 màu ha. Tâm ngũ sắc. Mã số này là gồm một cặp hai cây nha. Một cặp hai cây ha. Mã 18. Rồi. Đo chiều cao tâm được rồi. Dạ. Cao là 85. Bên này cũng 85 ha cô này, chú. Này màu hồng nè. Dạ. Màu cam nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, tím. Màu phớt hồng, tím. Này hoành bằng ngón trỏ đi quý chú. Dạ. Ơi. Cái này với tâm. Dạ. Rồi giá cái rồi, mã số luôn. Mã 18 này một cặp em xin giao lô 400k em bao ship ha cô chú. Rồi. 400.000 là một cặp ha cô chú. Rồi hai cây. Dạ. Rồi mã 19 nha cô chú, cũng là tâm. Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, phớt hồng. Cao 80 nè cô chú. Này là cao 85 ha. Này về thích hợp cho để ban công hoặc là hàng gạo. Cái này phôi giấy Mỹ cũng có, một phôi giấy thường cũng có ha cô chú. Cái rồi. Rồi, mã 19 này có giá cũng 400k ha cô chú. Rồi. 400 là em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi tiếp tục mã cặp 20 nha cô chú. Vẫn là giấy tâm ngũ sắc nha. Dạ. Quá trời lên bông gỗ rồi. Một tâm đủ rồi. Nói chung là về tới, ví dụ cô chú có mua được thì về tới nó cũng rụng bông ha cô chú. Đó. Cũng bông là cái điều dĩ nhiên ha cô chú. Cao 80, này cao 85 ha cô chú. Màu hồng, màu vàng, màu cam, phớt hồng, màu đỏ. 5 màu. Đây, dạ. Cái này là phớt hồng trắng, phớt hồng. Dạ đúng rồi. Rồi hoành này thì cũng dao động vậy quý chú ơi. Dạ. Rồi giá luôn. Rồi cặp 20 này có giá cũng 400k em bao phí ship toàn quốc cho cô chú ha. 5 màu ha cô chú. Rồi mã 21 cô chú ơi, tím pháp. Cây cô tím chú. Pháp. Dạ, tím pháp. Quá trời đang lên hoa ha cô chú. Kẹo, kẹo hoa chứ. Đặc biệt cái đế rất là quái luôn. Dạ. Cao là 85 cô chú. Tay ngang là 67. Dọc này sai hoa lắm nha quý chú. Dạ. Đây, chớp ở trên. Đây nó chưa nở nha, nó mới hé. Em đào cái dòng mèo này ha cô chú, 16 bình rưỡi ha. Quá trời nội đế. Cây này về thay cái chậu kiểu cho dán bay bay ra ngoài để ban công vẫn. Dạ. Được nha. Rồi mã 21 này có giá 550.000 tím pháp hay cô chú. Rồi. Rồi tiếp tục em lên trang cô chú ơi, Mỹ Cam hàng thần chậu rất là lâu hay cô chú, mã 22. Hoa rất là tươi. 500 nha cô chú. Tán ngang là 69. Một cốt hoành thân chính hay cô chú. Thóc thân là 38. Rồi mã 22 này có giá 300.000 hay cô chú. Rồi. Em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 23 cũng là Mỹ Cam hay cô chú. Phôm để lên hoa. Cực kỳ ha. Dạ. Cao 100 hay cô chú. Tán ngang là 67. Hoành thân là 10 9 hay cô chú. Hoành thân 9 hay cô chú ơi. Thóc thân là 42. Rồi mã 23 này có giá cũng là 300k hay cô chú, 300 để em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 24 hay cô chú. Cây đỏ cờ. Đỏ lá trung. Dạ. Phơm rất là tròn và đang hoa nha. Cao 100 cô chú ơi. Tay ngang là 80 hay cô chú. Hàng này có đế ha. Ừ, cây này đế nó cuộn. Đặc biệt hàng thần hết trơn rồi. Này hoành 10 ha cô chú. Đây đây cái đế nó cuộn ra tới đây nè quý chú. Này về quý chú mình xịt đế ra nha. Ừ. Khó khăn là 39. Rồi mã 24 này có giá là cũng 300k hay cô chú. Rồi tiếp tục mã 25 hay cô chú. Cái đỏ đỏ lá trung. Dạ. Phơm này nói chung là thần chậu con là cái phơm tàn đẹp. Cao là 97. Tay ngang là 80 hay cô chú. Cũ nở ha. Dạ. Hoành thân 10 rưỡi hay cô chú. Khó khăn là 32. Mã 25 này có giá cũng 300 nha cô chú, 300 để bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 26 cô chú ơi, hồng phấn lá chung. Hồng phấn siêu bông. Chậu rất là lâu nha cô chú. Cao là 90. Tán ngang 55 nha cô chú. Quá trời. Hoành là 12 nha cô chú. Rễ gà trắng hết trơn ha. Dạ, hàng thần rất lâu rồi. Khó khăn là 35. Rồi mã 26 này có giá 350.000 hay cô chú. Rồi tiếp tục mã 27 cô chú ơi, cũng là hồng phấn lá chung hay cô chú. Cao là 95.
cái ngang là 70 hai cô chú. Quanh thân 11 rưỡi tính cô chú 11 ha. Có thân của em nó 41 nha cô chú. Rồi mã 27 này có giá là cũng 400k hai cô chú, hàng thần hai cô chú. Rồi. Rồi mã 28 cô chú ơi. Cây đỏ lá nhỏ. Đỏ lá nhỏ tàn thông. Hàng này thần rất lâu hai cô chú. Cao 1m22. Tán ngang là 80. Cây này có củ đế nha. Dạ. Hoành thân là 12 rưỡi ha cô chú. Đế. À. Rồi mã 28 này bữa nay có giá là 400k ha cô chú. 400 đem bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 29 ha cô chú, đỏ là nhỏ. Kẹo bông hết trơn ha. Dạ. Cao 1m07. Tán ngang là 89 ha cô chú. Ồ, quá trời, hoành nó già. 13 hoành giữ nha cô chú. Này khóc thân là 22. Rồi mã 29 này có giá 400k luôn ha cô chú. Rồi. Rồi tiếp tục mã 30 cô chú ơi. Cái này là ba màu ghép mã lai. Đỏ lửa và cam lửa. Yeah. Trắng nữa nè, này bốn màu. Bốn màu ha. Cao là 82. Cái ngang là 60 ha cô chú. Này bốn màu. Bốn màu nghe cô chú. Đỏ lửa, cam lửa, yeah, và trắng và tím mà lai. Dạ, yeah, đúng rồi. Đế thì cũng quái ha cô chú. 14 hoành ha cô chú. Rồi, mã 30 này có giá 450.000 ha cô chú. Rồi. 450.000 bao phí ship. Mã số 31. 31, quá trời luôn đẹp. Tím tuyết, dòng này siêu hoa. Dạ. Yeah. Cao là 75. Tán ngang là 50 nha cô chú. Trời ơi, tông một cốt cô chú ơi. Rồi cái eo, dòng eo nhỏ nhất nha cô chú. Hoành 15 rưỡi nè cô chú. Ôi ôi, quá trời đẹp. Rồi mã 31 này có giá là 450.000 nha cô chú. Rồi mã 32 nha cô chú. Ba màu lửa cô chú ơi. Đỏ lửa, cam lửa và tím, yeah, lửa ha. Cái này đang lên hoa, đang lên búp. Này cao 60, hàng bonsai ha cô chú. Tán ngang là 49 ha. Ồ, này ghép ba màu lửa nha cô chú. Đang lên hoa. Ồ, hàng bonsai ha. Ba màu băng keo ha. Dạ, ba màu băng keo, hoành 15 nè cô chú nè. Một... đen. Sao có 4 5 màu vậy cô chú ơi, nhiều lắm. À, tính ba màu đây. Tính ba màu cho cô chú ha. À, mã 32 này có giá 450.000 ha cô chú. Rồi, này đế lịch ha cô chú. Mã 33 cô chú ơi. Quá thế à. Đỏ lửa cô chú ơi, hàng một cốt. Tông một cốt này rất là thịnh hành nha. Dạ. Cao là 1m1 nha cô chú. Tán ngang là 87. Đây, cái hoa đỏ lửa. Đỏ lửa nha cô chú, đang lên, đang lên. Thân lắc. Quá trời đẹp. Hoành là 19 nha cô chú. Rồi mã 33 này có giá 800k ha cô chú. Hàng này thì đi là em để trong chậu lục giác hoặc chậu đen ha cho cô chú nha. Rồi. Rồi mã 34 bông bụp cô chú ơi. Hoa bụp kép. Bụp kép Thái ha. Mà em giao lưu đa dạng mặt hàng cho cô chú chọn lựa thoải mái ha. Hàng này thần cao 1m27. Tán ngang 55 ha cô chú. Quỳnh 7 ha cô chú. Khóc khăn là 88. Đây. Bông hoa cao quá, giới mua không tới luôn. Dạ. Yeah. Rồi giá luôn. Rồi mã 34 này có giá 300.000 hai cô chú, cái này xả cô chú chơi luôn. Mã 35 cô chú ơi. Những hoa bụp kép luôn. Dạ. Kép Thái nha cô chú. Dòng này nó đi bông chuyền quanh năm luôn á. Dạ. Cao là 1m3. Tán ngang là 58 hai cô chú. Quanh này quanh 6.5 hai cô chú. Khó khăn 80, quá trời đẹp. Rồi mã 35 này có giá cũng 300k hay cô chú. 300 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi 36 hay cô chú. Tính tiếp. Hàng này hàng mini để bàn cô chú ơi. Cao là 64. Tán ngang là 56 hay cô chú. Mini để bàn. Hoành là 11 rưỡi gần 12 hay cô chú. Đang bông qua rực rỡ hay cô chú. Rồi giá luôn. Rồi mã 36 này có giá 300.000 hay cô chú. 300.000 bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi 37 cô chú ơi. Vẫn là tím tuyết. Dạ.
cao là 65, trái ngang là 50 ha cô chú. Hàng này gãy quắn ha cô chú. Này quanh là quanh 10 ha cô chú. Rồi mã 37 này có giá 250.000 luôn cô chú ơi. Mini để bàn. Rồi mã 38 ha cô chú. Cũng là tím tiếp, mini để bàn. Bonsai cao là 63, cái ngang là 50 ha cô chú. Đó ngay đây ha cô chú. Quanh 12 ha cô chú. Rồi mã 38 này có giá 300.000 ha cô chú. 300.000 em bao cái ship cho cô chú chơi luôn. Rồi mã 39 cô chú ơi. Cao là 62, cái ngang là 50 ha cô chú. Cộng đế nhìn viên lắm ha cô chú. Mình thăng là 11. Rồi mã 39 này có giá là cũng là 300.000 ha cô chú. Rồi mã 39 này cũng cuối clip của em ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú ủng hộ em cái clip rồi. Cũng mong cô chú ủng hộ em clip này ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất rồi hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Rất là nhiều loại luôn quý chú.